Xin kính chào quý ông bà anh chị em hội thánh của Chúa tại Quảng Phú. Tôi vui mừng biết ơn Chúa và thông báo với quý vị một cái tin vui nữa. Mới đây, ít phút đây thôi, tôi nhận được một cái tin từ nơi cái công ty là Orion, là cái công ty mà người ta làm đó là cái bánh Choco Pie đó, công ty đó của Hàn Quốc. Họ sẽ tặng cho chúng ta một số các cái hộp bánh và đến thứ bảy này là họ sẽ chở tới đây. Tôi sẽ lên đây để nhận. Và cái hộp bánh đó sẽ dành cho là những người đi dự thờ phượng Chúa tại Vũng Tàu kỷ niệm Chúa Giêsu phục sinh. Mỗi người sẽ được tặng một hộp bánh. Hộp bánh Choco Pie. À, một cái hộp bánh vuông vuông về là trong đó 10 hay 12 cái gì đó. À, mỗi người một hộp. Trẻ em cũng một hộp mà người lớn cũng một hộp luôn. À, bởi vì cái sự cảm động của cái công ty đó là Choco Pie đó, công ty Orion đó là của người Hàn Quốc, họ cũng là con cái của Chúa, họ là cơ đốc nhân, họ đến Việt Nam họ làm. À, và họ nghe rằng đó là chúng ta đi thờ phượng Chúa nhưng mà phải ăn cơm hộp, thôi bây giờ ăn thêm bánh nữa cho nó ngon. À, ơn Chúa, xin Chúa ngài ban phước cho tất cả quý ông bà anh chị em ta có dự phần vào trong công việc nhà của Chúa tại Hòa Phú này, ở trong cái việc thờ phượng Chúa tại Vũng Tàu kỷ niệm Chúa Giêsu phục sinh. Chúa ban phước bội phần hơn những gì mà chúng ta dâng hiến. À, ơn Chúa. Và kính thưa quý ông bà anh chị em, buổi sáng hôm nay thì chúng ta cùng suy gẫm lời của Chúa với cái lòng hướng về sự kiện là Chúa Giêsu ngài chịu thương khó rồi đón chờ Chúa Giêsu phục sinh. Phải nói rằng là không phải chỉ có đến ngày thứ năm trước ngày lễ phục sinh và ngày lễ phục sinh và ngày Chủ nhật thì chúng ta nhớ đến Chúa ở trong cái sự thương khó đâu. Nhưng mà trước đó thì chúng ta phải dọn lòng mình, rồi là chúng ta có cái tâm trí để chờ đợi, kỷ niệm, nhớ đến cái sự kiện mà Chúa Giêsu ngài chịu thương khó. Nó trải dài một cái quá trình là cả hơn một tháng, bắt đầu từ cuối tháng 3, giữa tháng 3 cho đến là đến ngày chúng ta kỷ niệm Chúa Giêsu phục sinh. Theo như truyền thống đó, thì đó là cái tên, cái ngày đó người ta gọi là mùa vọng. Tức là chúng ta vọng tưởng về sự kiện mà Đức Chúa Giêsu ngài chịu thương khó, ngài chịu chết, rồi là đón chờ cái sự vinh quang của Chúa qua sự tin. Cho đó, cứ mỗi tuần trước cái kỳ thương khó đó, ta cũng có lời của Chúa ôm lại nguyên một cái quá trình lịch sử Chúa ngài đã chuẩn bị rồi chịu thương khó như thế nào, để nhắc nhở chúng ta bởi công ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu ngài ở trên mỗi cuộc đời của mình. Và buổi sáng hôm nay thì chúng ta sẽ suy gẫm lời của Chúa để chúng ta biết được ý nghĩa của Chúa Giêsu ngài chịu chết, chịu thương khó đó thì đem lại lợi ích gì cho chúng ta. Xin mời quý ông bà anh chị em chúng ta đồng đứng lên để đón nhận lời của Chúa được chép vào trong Matthew đoạn 27 từ câu 50 đến câu 51. Tôi xin được công bố lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn nữa rồi trút linh hồn, và này, cái màn trong đền thờ bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, đất thì rúng động, đá lớn bể ra. Xin kính mời quý ông bà chị em chúng ta đồng ngồi. Kính thưa hội thánh, Chúa Giêsu thì đến thế gian với một cái sứ mạng, đó là chịu chết, cái sự chết của Chúa để chuộc lại tội lỗi cho loài người. Đây là một sứ mạng mà Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời đã giao cho Đức Chúa Giêsu. Không phải ngẫu nhiên đâu, nhưng mà nằm ở trong cái chương trình đã định. Chương trình đó là chương trình đời đời mà Đức Chúa Trời ngài đã định. Kể từ khi nào? Kể từ khi mà Adam và Eva đã phạm tội từ ở trong vườn Eden kìa. Và lúc đó hai người bị đuổi ra khỏi vườn Eden. Và lúc đó tội lỗi đi vào ở trong đời sống của loài người. Và loài người về lúc đó rất là cực khổ. Phải ốm đau bệnh tật, làm đổ mồ hôi trán ra mới có cái mạng nè. Và đến một cái tuổi nào đó già nua đi rồi thì phải chết. Mà chết thì sao? Phải đối diện với sự xét đoán. Rồi lãnh một cái bản án, đó là chết đời đời ở lửa địa ngục. Đó là cái chương trình đó xảy ra y như vậy rồi. Bởi vì có người phạm tội.
Chúa là trời là Ngài không muốn con người bị chết mất. Bởi vì sao? Bởi vì loài người được tạo dựng ra như là một cái tạo vật đặc biệt của Chúa. Chúng ta ôn lại một chút xíu để chúng ta thấy là đặc biệt như thế nào nha. Chúa phán cái có mặt trời, Chúa phán cái có mặt trăng, Chúa phán cái con ngôi sao, Chúa phán cái là có những con thú đi ở dưới đất, phán một cái có cá ở dưới biển, phán một tiếng là có chim trời, có ban ngày, có ban đêm. Nhưng mà đối với loài người thì sao? Tạo dựng nên con người như là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Còn các loài chim, loài thú, loài cá, loài vật chất thì sao? Phán cái lâm ra. Loài người thì sao? Hay năm cầu gì? Nhà sinh lý tức là chúng ta cái linh hồn có một loài người. Và đó, do đó là loài người thì đặc tạo rất quý giá, rất là đặc biệt. Có. Ở bình thường có hai nhìn bên ngoài giống nhau vậy đó, nhưng mà thực sự nó khác. Khác cái gì? Giống vân tay đi làm các thức, làm chứng minh dân, người ta phải chắc tay để tìm được này với người kia. Dù bên ngoài đó có giống nhau, cho đó đó, mỗi người chúng ta dù là như thế nào đi nữa thì dưới con mắt Đức Chúa Trời cũng là một người rất là đặc biệt. Chúa yêu thương lắm, Chúa không để cho chết mất. Và chính tình yêu lớn lao của Chúa đó, Đức Chúa Trời Ngài đã sai con một của Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ đến thế gian này để làm của lễ chuộc tội cho mỗi một chúng ta. Có tội thì phải đền. Mà bây giờ chúng ta có tội rồi, rồi đền tội như thế nào? Chỉ có bằng cách là bị xử phạt thôi, phải không ạ? Nhưng mà Chúa Giêsu thì Ngài gánh lấy cái sự sửa phạt đó đó cho chúng ta. Thí dụ như bây giờ chúng ta làm thiệt hại của ai đó, một cái gì đó thì chúng ta phải đền, phải không ạ? Bây giờ làm bể cái ly thì đền cái ly. Nhưng bây giờ chúng ta không có gì để đền hết thì Chúa Giêsu Ngài đền thay cho chúng ta. Đó là cái phương cách chuộc tội đó. Bởi vì Chúa là Đức Chúa Trời, Ngài yêu thương con người, do đó Ngài tìm cách mặc dù là hy sinh con một của mình để đền tội cho loài người, thì Chúa Ngài cũng cho phép làm điều đó nữa. Và chính vì thế Chúa Giêsu Ngài vâng lệnh Đức Chúa Cha, Ngài đến thế gian này để chịu chết thay cho loài người, để hễ ai tin con ấy thì được sự sống đời đời, là vậy đó. Bây giờ chúng ta là những người tin Chúa Giêsu thì chúng ta nhận được sự sống đời đời, có nghĩa là chúng ta đã được xóa cái bản án chết đời đời rồi, xóa rồi. Bây giờ chúng ta nhận lấy sự sống đời đời từ nơi Chúa. Và để mà trở nên con sinh tế thì Đức Chúa Giêsu Ngài phải chịu. Chịu gì? Chịu thương khó, chịu đánh, chịu đập, chịu sỉ vả, chịu đội máu gai, như lời Kinh Thánh đối đáp hồi sáng nay chúng ta đọc đó. Ngài bị đánh, rồi bị đập, bị sỉ vả, bị chửi rủa, bị mắng nhiếc, bị khinh dễ, rồi lột cả quần áo ra nữa, rồi là lấy cái áo của Ngài mà bốc thăm nữa, rồi sao nữa, đê trên thập tự giá, đóng đinh vào rồi treo lên, khát nước rồi cho uống giấm, treo lên thập tự giá còn chưa đã nữa, lấy cái giáo thọt vô trong cái ba sườn nữa, rồi chết. Rồi sau đó thì Chúa tắt hơi, Chúa chết. Và cái sự việc mà Chúa chết như vậy á, thì nó mang ý nghĩa gì cho chúng ta đây? Có một cái điều rất là đặc biệt mà buổi sáng hôm nay tôi cậy ơn Chúa ở trong lời của Đức Chúa Trời để đem đến cho Hội Thánh một cái chân lý, một cái sự thật để chúng ta thấy được điều đó rất là quan trọng đây. Tôi xin được lập lại một lần nữa phần Kinh Thánh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 50, câu 51. Đức Chúa Giê-xu lại kêu lên một tiếng lớn nữa rồi trút linh hồn. Và này, cái màn trong đền thờ bị xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Đất thì rúng động và đá lớn thì bể ra. Riêng ở trong sách Mác đoạn 15 câu thứ 38 đó, thì chép như thế này. Màn ở trong bàn đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. Thưa quý bà, trong phần Kinh Thánh này chúng ta chú ý đến cái việc là chắc hơn. Lúc đó Ngài chết. Lúc mà Ngài còn sống, ở đó chưa có gì. Nhưng mà khi mà Đức Chúa Giê-xu Ngài chắc hơn, có một sự kiện xảy ra, như là trong Thánh Thơ, chỉ là chúng ta biết đó là gì? Đó là cái màn trong đền thờ với xem xé ra trên
ca đó chỉ ra chúng ta rằng là gì nữa? Bầu trời thì u ám đen tối. Đó là cái dấu hiệu cho biết rằng là Đức Chúa Giêsu ngài đã rút hơi thở, ngài đã tắt thở. Và bây giờ thì chúng ta thấy rằng là có cái sự kiện tiếp theo. Sau khi mà Đức Chúa Giêsu ngài tắt thở, ngài thở hơi cuối cùng, thì cái màn ở trong đền thờ té ra. Và cái màn đó thì có ý nghĩa là cái gì? Ở trong đền thờ Jerusalem thì được chia làm ba phần. Đó là cái hành lang. Cái hành lang đó để cho dân ngoài. Dân ngoài chỉ bước vào tới hành lang đó thôi. Dân ngoài được bước vào trong đền thờ nhưng mà đến hành lang thôi, tức là bên ngoài thôi, giống như cái sân vậy đó. Rồi phụ nữ được bước vào tới đó thôi chứ không đi vào nữa. Rồi những người mà dân của tế lễ đó đến đó, các thầy tế lễ họ lấy cái phần tế họ dắt vào trong. Và khi mà dân của tế lễ thì các thầy tế lễ đem vào ở trong nơi thánh, tức là bên trong cái đền thờ. Nơi thánh đó. Và giữa cái nơi thánh và nơi chí thánh, nơi cực thánh, nơi chí thánh, trong đó là có gì? Có cái hộp giao ước. Hộp giao ước thì trong đó có bản luật pháp, có cái mana, có cái cây gậy Aaron. Ở trên cái nắp đó, cái hộp giao ước đó, nắp kỳ ân. Nắp kỳ ân đó, trên đó có hai đường cherubim trồng đứng tấm kỳ trên cái nắp đó. Và cái nắp đó, nắp kỳ ân là nơi sự hiện diện của Đức Trời ngài đến. Chúng ta chúng ta bước vào có hành lang, bước vào hành lang đi vào bước vào nơi thánh nữa, đi vào nữa tấm màn, tấm màn nó cao 8 mét, bề ngang 9 mét, chiều dày đó là tấc phân, màn nó dày không phải phải dày trên dày đặc biệt đó, năm có vào ở nơi thánh lần thôi mà ai được vào là thầy tế lễ, thầy tế lễ cả vào một lần thôi, một năm duy nhất là được một lần thôi. Và thầy tế lễ cả bấm vào đó thì có cái sợi dây cột ngay cái chân đó và đeo cái lục lạc bằng bạc để khi mà ông ấy đi vào đó thì nghe tiếng chân bước đi thì lục lạc kêu lon ton lan can lan can để làm để biết rằng ông có còn sống. Nhưng mà lâu rồi mà không có nghe tiếng kêu len keng, nữa có lẽ ông chết rồi thì kéo lấy cái sợi dây đó kéo xác của ông ra chứ không ai bước vào hết. Bởi vì đó là nơi chí thánh, là nơi hiện diện của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời thánh khiết. Nhưng mà nếu mà ai là cái người mà tội lỗi vừa bước vào đó thì chết thôi. Bởi vì là tội lỗi thì nó nghịch lại, đối kháng lại với sự thánh khiết. Do đó tội lỗi vào là bị đẩy ra thôi. Do đó người nào mà sống một đời sống bất khiết, đời sống tội lỗi, thầy tế lễ thường phẩm, thầy tế lễ cả đó cũng là con người, cũng có thể ông bị ăn tội. Nhưng mà ông cũng cố tình, bởi vì chức vụ ông đi vào và ông đi vào thì sao? Chết. Chết thì người ta kéo xác ông ra chứ không phải là đi vào đó để khiêng ra được đâu. Do đó giữa nơi thánh và nơi chí thánh thì bị ngăn cách bởi một cái tấm màn. Và tấm màn đó thì khó có thể xé ra được. Nó cao 18 mét, bề ngang nó rộng 9 mét, chiều dày của nó đó. Ví dụ như bây giờ cái tấm vải áo của chúng ta nó mỏng vậy phải không ạ? Chúng ta thử rờ cái áo của mình coi, cái tấm vải nó mỏng như thế nào, chút xíu à. Nhưng mà cái tấm màn nó dày 10 phân, một tấc, khó có thể xé ra được phải không ạ? Và tấm màn đó nó có cái công dụng là gì? Ngăn cách giữa nơi thánh và nơi chi thánh. Tôi đang nói về cái ý nghĩa của cái tấm màn ở trong thời cựu ước ở trong thành đền thờ Jerusalem. Và cái tấm màn đó được ứng dụng ngày nay của chúng ta như thế nào? Mỗi đời sống của chúng ta tin Chúa là tội nhân phải không ạ? Chúa biến đổi, Chúa xóa hết tội, chúng ta trở nên thánh nhân. Đây là những người thánh của Đức Chúa Trời, là con cái của Chúa, là những người tin nơi Đức Chúa Giêsu được xóa hết tội rồi thì trở nên người thánh của Chúa. Đây là những người thánh, đây là con trai con gái của Đức Chúa Trời, đây là con trai con gái của vương quốc Đức Chúa Trời. Chúng ta có địa vị thánh. Nhưng mà để gặp gỡ Đức Chúa Trời thì sao? Chúng ta là những người thánh đây, là những thầy tế lễ đây. Chúng ta quay trở lại đền thờ Jerusalem, thầy tế lễ năm mới được vào gặp Đức Chúa Trời một lần.
và phải là cái người thánh khiết bước qua cái tấm màn đó, tấm màn không biết là ai bước qua cái màn đó không có thánh khiết thì chồng chết, và chỉ có duy nhất là phải để lấy phẩm, phải để lấy cả mình bước vào đó. Dân sự Israel hồi đó, dân Do Thái hồi đó muốn cầu thay, muốn gặp gỡ Chúa thì phải thông qua thầy tế lễ, để thầy tế lễ cầu thay cho, để thầy tế lễ dâng ra cái con sinh tế để chuộc tội cho dân sự. Thầy tế lễ làm hết những điều đó chứ dân sự của Chúa không có trực tiếp làm được. Và cái tấm màn đó là cái hàng rào để mà ngăn cách con người ta đến với Đức Trời. Bởi vì có người ta là tội lỗi, tội lỗi đến được với sự thánh khiết. Đó là thần ba quốc gia, đó là thầy tế lễ được. Bây giờ nhờ cầu nối đó đến gặp. Do đó ngày nay chúng ta biết chúng ta phán với chúng ta trực tiếp qua lời Đức Chúa Trời, tương giao với nhau. Ngài đang ở đây, Chúa thấy tấm lòng của chúng ta, và chúng ta đang nói điều đó trực tiếp với Chúa, chứ không phải là phải nói với ông thầy tế lễ, rồi ông thầy tế lễ mới một năm một lần đi vào gặp Đức Chúa Trời để trình bày. Không phải nữa, bởi vì tấm màn đó bị xé ra làm hai. À, có nghĩa là sao? Cái ranh giới đó không còn nữa, và mỗi người được tự do đến với Đức Chúa Trời. Ở trong Kinh Thánh chỉ cho chúng ta cũng rất là nhiều cái gương. Aaron là thầy tế lễ trong thời của Môi-se. Aaron có hai đứa con trai, mà theo như luật thời đó đó là dòng dõi Lê-vi là thầy tế lễ, thì Aaron thuộc về dòng dõi thầy tế lễ, do đó các con trai của Aaron thì sẽ làm thầy tế lễ, tiếp tục làm thầy tế lễ. Nhưng mà đó hai con trai của Aaron là người bất tín, do đó đó khi hai con trai của Aaron bước vào ở trong cái chiến, đó là cái minh chứng cho chúng ta thấy rõ ràng á, là sao, là nếu mà không được phép của Đức Chúa Trời vào mà gặp Chúa chết không sống nổi. Trời Chúa chỉ cho ta ở trong cái vị trí là tạo chức. Sau khi hai con trai của Aaron chết trong lúc đến gần trước mặt Giê-hô-va, Ngài phán cùng Môi-se rằng: hãy nói cùng Aaron anh của ngươi, chớ vào luôn luôn ở trong nơi thánh, ở phía trong mà trước nắp tri ân trên phòng chứng, e ngươi phải chết chăng, vì ta ở trong mây hiện ra ở trên nắp tri ân. Nắp tri ân đó là nơi mà hiện diện của Đức Chúa Trời, và hai con trai của Aaron nó vào trong đó mà không có được quyền cho phép muốn chết rồi. Và sau khi chết đó, thì ta cũng có nói với Aaron: hai con của ngươi chết rồi đó, bây giờ đó nằm là đừng có vào thường xuyên, và thường xuyên các con chết. Đó, chúng ta thấy cái mà nó là cái giới hạn giữa con người với Đức Chúa Trời. Ta ơn Chúa bởi sự hy sinh của Đức Chúa Giê-xu, thì cái mà nó bị ké rồi. Trong sách Mác dịch rất là chính xác, xé ra làm đôi. Xé làm hai thì có thể là bên nhiều bên ít phải không ạ? Mà ở đây là xé làm đôi, có nghĩa là tao không có phân cách. Khi mà cái màn xé làm đôi thì chúng ta thứ nhất, Đức Chúa Giê-xu Ngài là sinh tế dân một lần là đủ rồi, đủ cho tất cả nhân loại. Ngày xưa đó, mỗi năm thầy tế lễ thực phẩm phải vào để dân của tế lễ một lần cho dân sự, rồi đó, trong năm đó có phạm tội gì nữa thì sang năm thì thầy tế lễ vào dân lễ lần nữa để xóa tội. Nhưng mà bây giờ thì sao? Chúa Giê-xu Ngài đã chịu chết một lần là đủ cả cho tất cả tội lỗi của tất cả mọi người trên thế gian, cho tất cả chúng ta. Chúa chỉ chết một
một lần thôi là cho chúng ta rồi. Điều đó là một cái quyền lợi đặc biệt cho chúng ta. Do đó khi mà chúng ta tin Chúa rồi, chúng ta phải nhớ rằng chính Chúa Ngài đã chết cho chúng ta một lần rồi, đủ hết rồi, xóa đi hết tội rồi. Bây giờ chúng ta sống xứng đáng làm như thế nào đó đối với công ơn của Chúa. Chúa hy sinh vì chúng ta rồi. Chúng ta đã được xóa hết rồi. Bây giờ chúng ta là người thánh của Đức Chúa Trời rồi. Thế nên bây giờ phải sống làm như thế nào đó để đừng có trở lại cái con người cũ nữa. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, hồi xưa đó, chúng ta cần cái gì đó, thì chúng ta phải nhờ Thầy Tế Lễ để Thầy Tế Lễ cầu thay cho chúng ta là nói với cái điều mà chúng ta xin đó, à, nói với Chúa thông qua Thầy Tế Lễ. Mỗi năm được nói một lần. Nhưng mà giờ đây thì sao? Cái màn nó được xé ra rồi. Chúng ta được tương giao trực tiếp với Chúa qua sự cầu nguyện. Và đây là cái ích lợi chúng ta. Nếu mà chúng ta không thực hành điều này á, thì sao? Rất là thiệt thòi cho chúng ta. Chúa cho phép chúng ta nói chuyện với Chúa, mà tại sao chúng ta không nói? Nói như thế nào? Nói trong sự cầu nguyện. Cầu nguyện bất kỳ lúc nào. Buổi sáng thức dậy, buổi trưa nghỉ ngơi, hay là buổi chiều tối, hay là trong lúc mà mình đang làm việc đến giờ giải lao, chúng ta có thể dành ra 5 phút để chúng ta cầu nguyện. Xin Chúa phục hồi lại sức khỏe chúng ta. Xin Chúa bảo vệ che chở cho con chúng ta đang ở nhà, cho là em chúng ta nó đang đi học ở trong trường học. Chúng ta nói, chúng ta cầu nguyện được, chúng ta dâng trình các cái nhu cầu, cầu thay cho nhau được trong lời cầu nguyện, mà không phải chờ Thầy Tế Lễ năm mới được một lần cầu thay. Và hơn nữa, cái màn nó được xé ra, Đức Chúa Giêsu Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để cầu thay cho chúng ta nữa. Chúng ta nhớ đến điều đó. Không phải chúng ta cô đơn đâu, nhưng mà chúng ta có nan đề. Chúng ta nhớ giờ này Đức Chúa Giêsu Ngài cũng đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để cầu thay chúng ta. Đức Chúa Giêsu Ngài nói với Đức Chúa Cha, nói ôi, con cái của Chúa là cô Kiều, hiện nay đang bận rộn, đang lo toan trong công việc, đang đi thầm Chúa Trinh ở 7 tháng 4 sắp tới. Cha ơi, thêm đức cho con cái có sự Chúa để làm công việc này. Đó là lời cầu thay của Chúa Giêsu ở trên thiên đàng. Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để cầu thay cho chúng ta. Ngài thấy hoàn cảnh của chúng ta, Ngài thấy tấm lòng của chúng ta. Và chúng ta dùng cái lời cầu nguyện đó, chúng ta được phép, bởi vì cái màn đã được xé làm hai rồi, không còn danh giới nữa, không phải nhờ Thầy Tế Lễ nữa. Chúng ta trực tiếp để cầu nguyện, để nói chuyện với Chúa, tương thông với Chúa. Và ơn Chúa, có hai điều để mà chúng ta thấy rất là ích lợi. Và tôi tin rằng là buổi sáng hôm nay lời của Chúa sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Chúng ta phải sử dụng hai điều đó. Nếu mà chúng ta không sử dụng thì sao? Như cái câu mà tôi thường nói đó, có của mà không biết xài. À, có của không biết xài là uổng lắm phải không ạ? Chúng ta được quyền cầu nguyện trực tiếp nói chuyện với Chúa, mà chúng ta lại không sử dụng để trôi qua uổng quá. À, nhà có cái xe Honda nhưng mà không có đi bộ. Đúng là có của không biết xài. Phải không ạ? Chúa của chúng ta là Cha. Cha thì luôn luôn là yêu con, là thương con. Của Cha là của con. Thế là tại sao chúng ta không cầu nguyện xin Chúa? Chúng ta cứ than là chúng ta sống sao khổ quá vậy, công việc cực khổ quá đây. Cha của chúng ta là giàu có mà, phải không ạ? Vàng của ta, bạc của ta, lời Chúa phán như vậy. Tại sao chúng ta không xin Đức Chúa Trời? Chúa ơi, con biết là Chúa là Cha của con, là người giàu có. Bởi vì tài sản ở trên đất này là của Chúa, là của Cha. Lời Chúa phán cho con là của Cha, là của con. Chúa ban cho con. Chúng ta công bố trong lời cầu nguyện như vậy. Chúa là đấng thể trị là trên công việc làm của con. Và buổi sáng hôm nay con công bố rằng là cái cửa hàng của con mở ra thì Chúa Ngài sẽ ban phước để cho nhiều người đến để họ sử dụng cái dịch vụ mà con đang làm tại cửa hàng. Chúng ta bán phở. Thế nhiều người đến đây để ăn phở chứ không phải là nhiều người đến đây để ăn bún riêu. Ở đây chỉ có bán phở thôi. Ta không nói với Chúa. Bởi vì sao Chúa chúng ta là không việc gì là quá khó cho Ngài. Nhất là chúng ta là con cái của Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa thì Chúa Ngài ban cho. Hai ba người hiệp nhau ở dưới đất cầu xin bất kỳ việc gì thì Cha ta trên trời sẽ ban cho. Chúng ta nhớ lấy điều đó để chúng ta sử dụng cái quyền của mình. Bởi vì lúc
màng đã được xé làm hai rồi. Chúa Ngài đã xé ra rồi. Không có con người nào có thể xé được một cái tấm màn mà nó cao là 18 mét, bề ngang là 9 mét, dày 10 phân, dày một tấc để xé đi. Chính bàn tay của Jesus đấng sáng tạo bởi sự chết của Ngài đã xé cái màn đó làm hai, cái ranh giới đó được xóa rồi. Chúng ta được tương thông trực tiếp với Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, tôi tin rằng là cái sự dạy dỗ của lời của Chúa buổi sáng hôm nay để chúng ta tin quyết rằng là chúng ta có quyền ở trong Chúa, bởi vì Chúa là Cha của chúng ta có quyền tương thông trực tiếp với Chúa qua lời cầu nguyện, qua lời chúc tôn, qua lời ngợi khen Chúa. Và hơn thế nữa, chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm đó là Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để cầu thay cho chúng ta. Giờ đây tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em hãy nhớ đến lời của Chúa. Nhớ rằng là trong Hebrew đoạn 4 câu thứ 16, lời Chúa chép rằng: vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thời giờ có cần dùng. Chúng ta được tự do đến với ngôi ơn phước Đức Chúa Trời đó, đến với nơi chí thánh đó, nơi cái hòm giao ước có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúng ta được quyền. Chúng ta cùng tiếp ở trong câu kinh thánh Gia-cơ đoạn 4 câu thứ 8: hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Chúng ta đến gần Chúa, được tự do rồi, được quyền rồi, hãy đến gần Chúa thì chắc chắn rằng Chúa Ngài sẽ hiện diện ở cùng với chúng ta. Và Chúa ở cùng thì chúng ta còn sợ gì nữa thưa quý vị? À, không có sợ hãi gì nữa phải không ạ? Dù cho nghe đói nghèo, ốm đau, bệnh tật, dịch bệnh như thế nào đi nữa, Chúa ở cùng, chúng ta có cả thiên đàng. Amen. Hallelujah. Cầu xin sự vinh hiển của Chúa ở cùng với hội thánh của Ngài. Sự vinh hiển của Chúa được chúc tôn giữa hội thánh của Chúa. Sự ban phước của Ngài đến với mỗi một chúng ta. Amen. Hallelujah.